Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ. Hôm nay mà anh sẽ quay tới cho mọi người một cái căn nhà có cái giá bán chỉ là 1 tỷ 460 triệu đồng. Hướng nhà là hướng Tây Bắc, thông số nhà là diện tích là 35m² trên sổ đỏ và diện tích xây dựng thực tế nó là 37-38m mọi người nhé. Ngõ trước nhà là 2m, cách đường ô tô đi lại chỉ 30m thôi. Hướng nhà là hướng Tây Bắc. Tất cả các cái dự án em quay và thậm chí là cái căn này nhá, đều đã có sổ đỏ đầy đủ chính chủ, đầy đủ những cái giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Như cái căn này thì là khách hàng sẽ chỉ cần có khoảng tầm 600 triệu đồng là đã có thể sở hữu cho mình cái căn nhà này rồi mọi người nhá. Đấy, mọi người có thể quan sát về cái phía mặt ngoài mặt tiền hộ em này. Mặt tiền ở bên ngoài là được ốp đá 30-60, ốp đá gạch 60-60 mọi người nhá. Ở đây là một cái cửa sổ ngách hướng ra phía bên ngõ này, rất là rộng à. Cửa là hai lớp, lớp ngoài là nhôm hệ Việt Pháp, bên trong là có một cái sắt sơn tĩnh điện. Cửa bên ngoài đây, cửa chính của ngôi nhà là sắt hộp sơn tĩnh điện mọi người nhé. Sắt sơn tĩnh điện không phải sắt hộp đâu. Cái căn nhà này thì thiết kế rất là hợp lý mọi người ạ. Đây chính là khu vực để xe của cái căn nhà này. Và hướng phía vào bên trong là phía phòng bếp. Toàn bộ cái hệ thống đèn led, trần thạch cao, sơn, gạch vệ sinh, ốp lát, thiết bị vệ sinh, tủ bếp. Nói chung những cái nội thất cơ bản, hệ thống điện nước đã được hoàn thiện đầy đủ rồi. Mọi người chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Với cái vị trí căn nhà này là thuộc tổ 16, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông mọi người nhá. Đây chính là phía phòng bếp của ngôi nhà đây. Đây chính là phía phòng bếp đây mọi người ơi. Mọi người thấy cái phòng bếp này màu có đẹp không? Có rộng không? Rất là rộng luôn ấy. Phòng bếp đây đẹp vô cùng, với cái tông màu ở bên trên tủ bếp là màu trắng, ở dưới là màu ghi đậm, quá là đẹp luôn. Thực sự là mấy cái màu tủ bếp này em rất là thích. Về cái cá nhân em thì cái màu này rất là phù hợp với lại vợ chồng trẻ mọi người ạ, cực kỳ đẹp luôn. Đầy đủ hệ thống là vòi chậu cũng như là chậu rửa bát mọi người nhé. Đây chính là cái phía phần trên này đấy, rất là rộng, cái phần úp bát úp đĩa rất là rộng. Khu vực này để tủ lạnh mọi người ạ. Đây, khá là hợp lý. Mọi người có thể kê cho mình một bộ bàn ăn nho nhỏ xinh xinh ở đây. Đó, phía ngoài là để xe rồi, bên trong đây là phòng bếp. Và lát nữa em sẽ gửi tới mọi người cái trên tầng 2 xem thiết kế như nào nhá. Ở dưới đây là có một cái cửa ngách mọi người ạ, để lấy ánh sáng ở phía bên trên này xuống cái căn phòng bếp này, lấy gió nữa, rất là thoáng. Đấy, vì thực tế như này này, cái căn nhà này nó hơi bị chéo một chút, nhưng mà chủ đầu tư bên em thì tính nó hợp lý. Tất cả các căn nhà đều muốn vuông thành sắc cạnh vuông vắn, nên là có cắt ra một chút cái phần chéo này để làm cho mình một cái ô cửa lấy gió thoáng, rất là hợp lý mọi người ạ. Xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà cùng em. Tầng 1 của ngôi nhà thì có một nhà vệ sinh phụ mọi người nhé. Đây, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa. Đó, cửa của cái nhà vệ sinh là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà cùng em. Tay vịn cầu thang của trụ đều được làm bằng gỗ lim Nam Phi mọi người ạ, rất là đẹp. Xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 2 của cùng em. Tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế gác lửng hiện đại để làm phòng khách mọi người nhé. Wow, đây này, đây chính là cái phần ở dưới mà em vừa giới thiệu với mọi người ở phía tầng 1 ý. Thì ở trên này này, toàn bộ cái gió trời cũng như là cái không khí vào trong đây nó rất không hề bị bí một tí nào mà rất là thoáng luôn. Đây chính là phía phòng khách gác lửng thiết kế hiện đại, có vách CNC rất đẹp. Và ở dưới đây là có cái tủ đựng đồ mọi người nhá, nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cũng khá là hợp lý, có thể tiết kiệm được cái diện tích tối đa để những cái đồ lặt vặt không bị bừa bộn. Hệ thống đèn led trần thạch cao đều được lắp đặt đầy đủ ở cái vị trí tầng lửng này và được là thiết kế làm phòng khách. Mời mọi người hướng sang phía phòng ngủ của cái căn tầng 2 này cùng em.
Đây chính là phía căn ngủ của cái ngôi nhà này, rất là rộng. Như mọi người quan sát đấy, cửa sổ đây đều được thiết kế hai lớp, đảm bảo về độ an toàn về an ninh cũng như là đây để lấy ánh sáng gió vào trong cái căn phòng này. Ống chờ điều hòa, dây chờ điều hòa mọi người nhá, đầy đủ hết. Cửa thông phòng được làm bằng cửa gỗ đây. Đây chính là cửa thông phòng của ngôi nhà. Nhà vệ sinh đây mọi người ơi, nhà vệ sinh tầng 2 đây, đầy đủ hệ thống sen cây, bồn cầu, lavabo, vòi xịt, gương tắm. Và được trên tầng 2 thì là được ốp gạch 30-60 lên tới 2/3 của cái phòng vệ sinh này, cho nên là sau này không sợ vì độ không sợ ẩm mốc nọ kia mọi người nhá. Đây mắc áo cũng như là cái để giấy, hộp để giấy rất đầy đủ. Cửa thông phòng ở cửa nhà vệ sinh là cửa nhôm hệ Việt Pháp mọi người ạ. Tiếp theo em Ánh xin mời mọi người lên phía tầng 3 của ngôi nhà này cùng em. Tầng 3 của ngôi nhà này được thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh mọi người ạ. Hai phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Đây chính là phía phòng ngủ trên tầng 3. Rất là rộng, cửa sổ lấy không khí và cái gió trời ở bên ngoài này rất là thoáng. Đây này, gió thổi vào mọi người ơi, rất là thoáng. Cửa thông phòng đều là cửa gỗ mọi người nhé. Với cái căn phòng ngủ này thực sự rất là rộng. Ống chờ điều hòa, dây chờ điều hòa đầy đủ mọi người hết mọi người nhé. Mời mọi người hướng sang phía cái căn phòng ngủ tiếp theo. Căn phòng ngủ thứ 3. Căn phòng ngủ này thì thiết kế tương tự như tầng 2, cũng đầy đủ ống chờ và dây chờ điều hòa. Đó, rất là rộng. Mọi người nhìn trên video thôi là cũng có thể tưởng tượng ra được cái sắp xếp giường, tủ, bàn phấn như nào đấy. Đây, cửa thông phòng đây ạ. Trên tầng 3 này gồm 1 phòng vệ sinh mọi người nhé. Phòng vệ sinh trên tầng 3 thì không còn dùng sen cây nữa mà dùng sen tắm thường. Đây mọi người có thể biết, sen tắm, toàn bộ sen tắm, sen cây, sen đều là hàng nhập khẩu Hàn Quốc mọi người nhé. Rất là chất lượng luôn. Đây là bồn cầu đây. Bồn cầu đều, tất cả bên em đều dùng bồn cầu liền khối mọi người nhé. Gương tắm, lavabo. Và cuối cùng xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 4 của căn nhà cùng em. Tầng 4 của căn nhà được thiết kế gồm 1 phòng thờ và 1 phòng vệ sinh mọi người ạ. Đây chính là phía phòng thờ của ngôi nhà. Đây, phía phòng thờ đây. Rất là rộng. Với cái căn nhà giá bán chỉ 1 tỷ 460 triệu đồng mà đầy đủ mọi công năng, gồm có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng gác lửng đấy, 1 phòng thờ, 1 sân phơi riêng, rất là hợp lý. Vị trí thì rất là gần chợ, trường, phường, trạm mọi người ạ. Cách bến xe Nghĩa 3 km, cách trường đại học Phenica 3 km thôi. Và đây, đây chính là phía sân phơi của toàn bộ ngôi nhà mọi người nhá. Phía sân phơi cũng rất là rộng. Ở bên trong này là có khu vực để máy giặt, còn ngoài là phía sân phơi. Như vậy là em Ánh đã giới thiệu gần như chi tiết về cái thông số kỹ thuật cũng như là cái vị trí của ngôi nhà này rồi. Em xin nhắc lại nhá, giá chào bán chỉ 1 tỷ 460 triệu đồng. Đều đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ rồi. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết về căn nhà thì có để lại comment ở dưới kênh cũng như là gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em nếu như mà thấy hay thì bấm vào like kênh cũng như để đăng ký kênh để ủng hộ em. Và có thể bấm nhấn chuông để là người đầu tiên xem được những cái video bất động sản tiếp theo của em Ánh nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.